Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Coroshop 24 giờ. Và hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm đạm sâm ông tiên. Và đây chính là sản phẩm của chúng ta, hộp sản phẩm các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, như các bạn cũng đã biết, sâm là một loại thảo dược vô cùng quý giá. Và nó đã được các nhà khoa học nghiên cứu chiết xuất cô đặc nó trong các viên uống để đảm bảo cho việc mọi người có thể đảm bảo nâng cao sức khỏe của mình, nhưng mà lại rất là tiện dụng trong cuộc sống hiện đại hàng ngày của chúng ta luôn tất bật. Sau đây thì Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn nghe công dụng của viên đạm sâm ông tiên. Đầu tiên nó phải nói đến đấy là viên đạm sâm ông tiên sẽ giúp chúng ta tăng cường sinh lực, thể lực cũng như trí lực. Nó giúp chúng ta bồi bổ gan, cải thiện chức năng gan và thải độc gan một cách nhanh chóng. Nó giúp gan chúng ta tránh xa được khỏi các tác nhân độc hại từ môi trường cũng như là từ rượu bia, thuốc lá. Khi mà các anh liên tục phải tiếp khách, liên tục phải uống rượu bia, nó sẽ làm hại chức năng gan của chúng ta rất nhiều. Nên khi các anh sử dụng thì nó sẽ cải thiện chức năng gan của các anh đáng kể. Còn đối với chị em phụ nữ khi sử dụng viên đạm sâm ông tiên thì nó sẽ giúp chúng ta duy trì một làn da tươi trẻ, hồng hào, mịn màng. Nó giúp chúng ta tóc sẽ đẹp hơn, mượt hơn. Và ngoài ra thì nó còn phòng ngừa các bệnh về dị ứng hay là mụn nhọt. Ngoài ra thì phải nói đến nếu là khi các bạn sử dụng viên đạm sâm ông tiên, nó sẽ giúp chúng ta phòng ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư cũng như là căn bệnh HIV, bởi các thành phần của nó làm giảm ức chế sự phát triển của các khối u cũng như là sự xâm lấn của các vi khuẩn, virus lạ vào cơ thể. Ngoài ra thì khi chúng ta sử dụng viên đạm sâm ông tiên, nó sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho ngũ tạng, giúp chúng ta tái tạo các tế bào mới và tăng cường khả năng miễn dịch của chúng ta. Nó cũng tăng cường chức năng sinh lý của cả nam và nữ giới, giúp chúng ta có một sức khỏe về sinh lý tốt hơn để cuộc sống của gia đình chúng ta luôn luôn viên mãn. Nói đến những công dụng trên thì không thể không nói đến cái việc mà khi chúng ta sử dụng viên đạm sâm ông tiên sẽ giúp chúng ta bồi bổ hệ tim mạch, giúp tăng cường chức năng tạo máu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch vành, cũng như là nó sẽ điều trị, hỗ trợ điều trị chứng suy nhược thần kinh tim ạ. Vâng, đấy là toàn bộ công dụng của sản phẩm viên đạm sâm ông tiên mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Bây giờ Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn làm sao sử dụng viên đạm sâm ông tiên một cách đúng nhất để hiệu quả nhất nhằm bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính gia đình các bạn. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây chính là viên đạm sâm ông tiên của chúng ta. Và trong đây thì một hộp này sẽ có 120 viên và mỗi viên là 820mg. Các bạn cũng có thể nhìn thấy hạn sử dụng cũng như là mã vạch của sản phẩm ở phía bên góc của sản phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm ra nhé. Bên trong nó sẽ là gồm những cái vỉ này, mỗi một vỉ là nó sẽ có 5 viên ạ. Vâng, và cách sử dụng của chúng ta đấy là ngày chúng ta uống 3 lần, mỗi lần chúng ta uống một viên này trước bữa ăn ạ. Có một số lưu ý đấy là chúng ta không sử dụng dành cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi và không sử dụng dành cho phụ nữ đang mang thai hay cho con bú các bạn nhé. Khi các bạn sử dụng thì các bạn nên uống với nước ấm thì nó sẽ phát huy được công dụng của viên đạm sâm ông tiên một cách tối đa nhất. Vâng, thưa các bạn, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên đạm sâm ông tiên. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm bằng cách các bạn kéo xuống phần mô tả ở phía dưới của video này sẽ có một cái đường link, và đó là đường link sản phẩm. Các bạn nhích kích chuột vào đấy thì các bạn sẽ có thêm rất nhiều thông tin về sản phẩm viên đạm sâm ông tiên này. Hoặc các bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua phần chat online của trang siêu thị trực tuyến coroshop24giờ.com hoặc gọi điện ngay theo số hotline 0904886428. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn và chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những thông tin chi tiết về viên đạm sâm ông tiên hay bất cứ một sản phẩm Hàn Quốc nào mà các bạn đang muốn tìm hiểu. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.